chuyến đi chầu của Tô Lâm có phải lành ít giữ nhiều hay không. Ngay sau khi lên chức Tổng Bí thư, Tô Lâm đã thực hiện chuyến đi công du đầu tiên trên cương vị mới, chuyến đi mà người dân quen gọi là đi chầu Thiên Triều. Cũng giống như các Tổng Bí thư trước đây, muốn yên vị thì phải thực hiện nghĩa vụ bề tôi với Thiên Triều, dù chính quyền có tìm mọi cách để làm tô vẽ và làm đẹp cho chuyến đi. Theo một ý nghĩa cao cả nào đấy, nhưng người dân thì chỉ nhìn vào bản chất của vấn đề mà thôi. Báo chí nhà nước Việt Nam cho biết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm sang thăm chính thức. Ngôn ngữ nhà nước Việt Nam thể hiện có vẻ như Tập mong mỏi gặp Tô Lâm lắm. Tuy nhiên, nếu thật sự Tập Cận Bình muốn gặp Tô Lâm, thì ông nên đề nghị sang thăm Việt Nam, chứ sao lại gọi Tô Lâm sang Bắc Kinh. Vậy nên người ta gọi là đi chầu thì cũng không oan cho ông Tô Lâm chút nào. Không biết vì lý do gì ông Tô Lâm lại ghé Quảng Đông một ngày rồi mới được đến Bắc Kinh. Liệu có phải là Tập Cận Bình thay đổi lịch trình của cuộc gặp hay không? Nếu như thế thì đây là hành động xem thường Tô Lâm ra mặt. Đến Trung Quốc diện kiến Hoàng đế Thiên Triều là một việc hệ trọng đối với Tô Lâm, có thể có liên quan đến sinh mạng chính trị của ông ta. Ông Tô Lâm phải cố mà làm hài lòng ông Tập thì mới có thể mua được mối quan hệ với Thiên Triều. Với ông Tập, thái độ và việc làm của ông Nguyễn Phú Trọng là tiêu chuẩn. Ít nhất Tô Lâm phải làm được như thế hoặc tốt hơn thì may ra mới nhận được sự bảo kê của Hoàng đế Thiên Triều Bắc Kinh. Chính trường Việt Nam trong những tháng qua thực sự đã trải qua một cuộc đảo chính ngầm. Ông Trọng là người mà ông Tập ưng ý. Tuy nhiên, hậu Nguyễn Phú Trọng, Tập Cận Bình chọn ai thì vẫn đang là một điều bí ẩn chưa có lời giải đáp. Có vẻ như ông Tập không chọn Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, ông có chọn Tô Lâm hay không thì cần phải có thời gian để mà kiểm chứng. Tô Lâm là con ngựa bất kham, đã làm được những điều mà hầu hết đệ tử của ông Trọng không làm được. Tuy nhiên, với việc nhanh nhẩu xuống Bắc Kinh ngay khi mới lên Tổng Bí thư thì điều đó cho thấy Tô Lâm cũng muốn thuần phục như ông Trọng, chứ chẳng phải là kẻ bướng bỉnh như các ông vẫn làm với ông Trọng. Để thu phục được con ngựa bất kham thì người chủ phải có cách để mà thuần phục con ngựa ấy. Tô Lâm có thể được ví như một con ngựa bất kham nhưng thiện chiến. Nếu thuần phục được con ngựa này, Tập sẽ có được nhiều lợi thế trong việc kiểm chế và kiểm soát Việt Nam. Còn nhiệm vụ của Tô Lâm là phải hiểu ý Tập Cận Bình, xem ra là việc trong tầm tay của Tô Lâm. Có lẽ để điều khiển được Tô Lâm thì sẽ khó hơn so với ông Trọng, nhưng Tô Lâm dùng vũ lực tốt hơn ông Trọng và đã khiến cho toàn Đảng Cộng sản Việt Nam phải khiếp sợ. Cũng như ông có đủ công cụ để điều khiển được cả bộ chính trị. Một người như thế, nếu ông Tập không chọn, thì có thể chọn ai tốt hơn đây? Đã là con ngựa chiến thì phải tốn công, tốn sức để mà thuần hóa. Một khi đã thuần hóa được thì rất hữu dụng. Tập Cận Bình chỉ sợ Tô Lâm không vâng lệnh, còn Tô Lâm thì lại nhanh nhẩu xin chầu sớm, thì xem như ngựa hoang này đã tự ý thuần phục. Từ vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã cho thấy sức mạnh tàn phá của ông đối với đất nước bằng cách đem lại cho người dân và nhà đầu tư nước ngoài cảm giác bất an vì tính vô pháp của nhà cầm quyền. Các nhà đầu tư từ các nước phát triển tháo chạy, nhưng Việt Nam lại trở thành mảnh đất mỏ mỡ để mà doanh nghiệp Trung Quốc mượn đường xuất khẩu hàng hóa sang các cường quốc khác. Với sự cai trị của Tô Lâm, có thể nói những luật pháp được mang từ Trung Quốc về Việt Nam sẽ dễ dàng được áp dụng hơn rất nhiều. Những chính sách có lợi cho Trung Quốc dễ dàng được thực hiện hơn bởi Tô Lâm biết cách bịt miệng người dân để thực hiện ý đồ của Thiên Triều. Tóm lại, Tô Lâm đã lựa chọn không tồi của Tập Cận Bình. Chuyến đi lần này xem ra sẽ đem lại thành công cho Tô Lâm nhiều hơn nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin chuyến đi chầu của Tô Lâm có phải lành ít giữ nhiều hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tô Lâm chiến thắng nhưng không quên nhiệm vụ chầu Thiên Triều. Với bất kỳ Tổng Bí thư nào mới nhậm chức, người dân cũng trông đợi chuyến công du đầu tiên là đi đến một nước khác chứ không phải là Trung Quốc. Tuy nhiên, lần nào cũng như vậy, người đứng đầu đảng
dù là ai thì cũng nhớ tới Thiên Triều trước tiên. Có người cho rằng trên thế giới chỉ có 5 nước có Đảng Cộng sản cai trị, thì ngoài những nước này, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam không thể thăm các quốc gia khác. Tuy nhiên thực tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng được phía Mỹ mời sang thăm, mặc dù về quan hệ ngoại giao thì Tổng thống Mỹ phải mời Chủ tịch nước mới đúng. Với vị trí chiến lược nằm cạnh Trung Quốc, Mỹ rất muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, không chỉ giới hạn cho quan hệ về kinh tế. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn cứ ôm chân Trung Quốc và làm lơ tất cả. Cứ như là một nhiệm vụ vậy, khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đắc cử nhiệm kỳ mới, thì người đầu tiên tới thăm là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi ông Tập mới vừa đắc cử nhiệm kỳ 3, ông Tập dù khập khiễng nhưng vẫn mang râu đội mũ sang để chào người đầu tiên tại nước ngoài. Phía Mỹ thì hiểu rằng người có ảnh hưởng lớn nhất lên chính sách ngoại giao của Việt Nam với hai siêu cường trên thế giới là Tổng Bí thư chứ không phải là Thủ tướng hay Chủ tịch nước. Nếu ông Tô Lâm ngỏ lời muốn sang Mỹ thì ắt rằng Tổng thống Mỹ Biden sẽ hoan nghênh. Tuy nhiên nếu đi Mỹ trước khi sang tàu thì Tô Lâm lại không an tâm, sợ Thiên Triều nổi giận thì rất khó giữ ghế. Nội bộ Việt Nam càng loạn thì Trung Quốc càng được hưởng lợi. Bởi khi loạn, bất kỳ nhóm lợi ích nào đang ở thế mạnh cũng đều muốn giữ vai trò của họ vĩnh viễn. Và muốn giữ ở vị trí cao thì phải chiều lòng Bắc Kinh để tìm kiếm sự hậu thuẫn và có thời gian hơn để đối phó với các thế lực trong nước. Vì sợ mất ngôi báu nên phải bán rẻ quyền lợi quốc gia. Bắc Kinh nhìn thấy rõ điều này nên thường chìa ra những hiệp định bất lợi bắt người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam phải ký kết. Lần này, ông Tô Lâm tới Bắc Kinh cũng như những chuyến đi trước của ông Trọng sẽ chấp nhận những yêu cầu của họ. Tô Lâm là người muốn loại bỏ di sản của Tổng Bí thư Trọng, nhưng di sản Chầu Thiên Triều thì ông không thể bỏ được. Đấy là bất hạnh cho đất nước này. Cả Việt Nam và Trung Quốc mỗi lần đại hội diễn ra là Đảng Cộng sản lại lập kế hoạch 5 năm. Trong 5 năm ấy, chính sách lớn không thay đổi, chỉ thay đổi những tiểu tiết cho phù hợp với thực tế. Đặc biệt, chính sách đối ngoại với Trung Quốc Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoạch định từ các thời kỳ đại hội và người có trách nhiệm cao nhất thực hiện là Tổng Bí thư. Nếu chỉ thực hiện chính sách ngoại giao với Trung Quốc theo nhiệm kỳ thì trong nhiệm kỳ 13 này ông Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện và ký với Tập Cận Bình hàng loạt văn kiện. Ông Tô Lâm là người kế thừa ông Trọng chứ không phải là bắt đầu một nhiệm kỳ mới, cho nên ông Tô Lâm không cần phải đi Trung Quốc mà chỉ cần thực hiện những văn kiện mà ông Trọng đã ký kết trước đó. Vậy tại sao ông Tô Lâm vẫn quyết định sang thăm Trung Quốc ngay sau khi lên nắm quyền lực tối cao trong đảng? Câu trả lời rất đơn giản trong một từ duy nhất là chầu. Chỉ có bề tôi sang chầu thì mới bắt buộc, nên ai lên cũng phải thực hiện đúng lễ nghi. Còn nếu chỉ căn cứ của mối quan hệ giữa hai đảng, Tô Lâm không cần sang Bắc Kinh gặp ông Tập, mà chỉ cần thông báo với đại sứ Hùng Ba là ông sẽ tiếp nối những việc mà ông Trọng đã ký kết là đủ. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là mối quan hệ trá hình, là bề tôi với Thiên Triều, nhưng lại khoác lên vỏ bọc là quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước. Bởi Đảng Cộng sản Việt Nam không dại gì thừa nhận việc họ làm sau lưng 100 triệu người dân Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của báo.d với bản tin Tô Lâm chiến thắng nhưng không quên nhiệm vụ Chầu Thiên Triều. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.d